quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hồ Quang Hiếu tỏ tình Nam Thư, nếu không ai thương anh thương. Vốn dĩ cả hai chưa có cơ hội hợp tác công việc nhiều lần. Nên trước tình tiết này, nhiều khán giả đã rất bất ngờ. Hồ Quang Hiếu là một trong những nam ca sĩ đắt xô ở sân khấu ca nhạc, từ trong thành phố đến các tỉnh. Sau nhiều năm ca hát, anh giờ đây còn đảm nhận thêm việc bất động sản. Nam Thư lại là một diễn viên hài được khán giả yêu mến trong những năm gần đây, đặc biệt cô khá chịu chi khi có thể vay nợ để thực hiện các web drama chất lượng. Cả hai từng gây chú ý khi thân thiết trên sân khấu. Nam ca sĩ tỏ tình, mới đây nhất khán giả lại một lần nữa mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Hồ Quang Hiếu Nam Thư trở nên thân mật trong một chương trình truyền hình. Theo đó, anh chọn nữ diễn viên hài làm mỹ nhân để tặng hoa và bày tỏ nói lời ngọt ngào. Trong sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp như Trường Giang, Buka, Lê Dương Bảo Lâm, Quang Trung, Trung Phạm, BB Trần, giọng ca con bướm xuân trao nhành hoa cho đối phương và nhắn nhủ tặng em hoa với mong muốn gặp được người yêu thương. Nên lúc này cô lại hỏi ngược, nếu không gặp được ai thương thì sao? Anh đáp nhanh, không ai thương thì anh thương. Người đẹp có vẻ bối rối khi đồng nghiệp bày tỏ tình cảm. Nam Thư từng trải qua một vài mối tình và công khai với khán giả. Kiều nữ làng hài cũng nói lên cảm xúc trước những gì diễn ra. Em mong manh dễ vỡ lắm, qua những mối tình thì không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Qua câu nói của anh Hiếu làm tim em bồi hồi xúc động, cảm ơn Hiếu. Nam Thư thân mật với Hồ Quang Hiếu. Cặp đôi này trước đây đã làm người hâm mộ bất ngờ vì độ tình tứ trên game show. Cụ thể, tại ca sĩ tranh tài, nam ca sĩ đã tham gia trình diễn mang lại bầu không khí sôi động làm cho Nam Thư ngồi bên dưới rất phấn khích. Thậm chí anh còn thả thính khiến cô ngượng mặt. Chẳng những thế, người đẹp thoải mái tựa hẳn người vào Hồ Quang Hiếu. Cả hai nắm chặt tay đầy thân mật thế này. Hiện tại Nam Thư, Hồ Quang Hiếu đều là những người độc thân. Vì vậy khán giả vẫn chưa thấy họ giới thiệu bạn trai hay bạn gái sau tan vỡ. Đôi khi những hành động chỉ mang tính đùa giỡn cũng có thể trở thành hiện thực. Cùng đợi xem thời gian tới hai nhân vật này lại có thêm màn thả thính nào nữa không nhé.